kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trận cầu đinh của vòng đấu này ở tại sân hàng đẫy, nơi đội bóng số 1 của V-League trong hơn một thập kỷ qua, Hà Nội FC sẽ đối đầu với Công an Hà Nội, đội bóng đã tạo nên chiến thắng 5 sao ấn tượng ở vòng đấu thứ nhất. Trong khi Hà Nội FC vẫn tự tin hướng mục tiêu bảo vệ chức vô địch, thì Công an Hà Nội cũng không hề ngần ngại nói về cái đích xoán ngôi đội bóng áo tím ngay ở trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League 2023 những sự bổ sung rất chất lượng, trong đó có Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ từng là trụ cột của Hà Nội FC với nhiều tuyển thủ quốc gia khác, cộng thêm với sự hiệu quả của các ngoại binh mới tinh khi mà ghi cả 5 bàn vào lưới top Pelen Bình Định ở trận đấu trước đó. Công an Hà Nội bây giờ thật sự là đáng gờm và xứng đáng được xem là kẻ thách thức lớn nhất của Hà Nội FC. Hà Nội FC là đội đã vô địch tuyệt đối bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2022. Nhưng ở thời điểm hiện tại, công an Hà Nội nhờ việc chiêu binh mãi mã rầm rộ mà cũng đã vươn mình trở thành ứng viên số 1 cho ngôi vô địch V-League 2023. Màn so tài giữa hai đội bóng thủ đô sẽ chứng minh tham vọng và vị thế của đôi bên. Ở vòng mở màn V-League 2023, Hà Nội FC đã thi đấu không như kỳ vọng khi hòa một đều trước Việt theo ở trên sân hàng đấy. Ngoài kết quả chưa được như mong muốn trong ngày ra quân, huấn luyện viên Bozida Bandovic cũng không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông thẳng thắn chia sẻ với giới truyền thông về việc Hà Nội FC đã để mất bóng quá nhiều, không kiểm soát được thế trận trước Viettel. Đó cũng là lý do vì sao mà buổi tập chiều hôm qua, mùng 7 tháng 2, vị thuyền trưởng người Montenegro đã quyết định họp kín với 6 cầu thủ chuyên về phòng ngự, bao gồm có Duy Mạnh, Thành Trung, Văn Kiên, Đậu Văn Toàn, Hùng Dũng và Việt Anh mục đích của huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC là đảm bảo được sự kín kẽ, tránh những sơ hở đã từng xảy ra trước Viettel khi đội bóng thủ đô chạm trán với công an Hà Nội, câu lạc bộ đang có hàng công mạnh nhất ở V-League 2023. Ngoài hàng thủ, các vị trí ở trên hàng công của Hà Nội FC cũng trao đổi nhiều trong buổi tập chiều hôm qua mùng 7 tháng 2. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã dành hơn 10 phút để trò chuyện với mũi nhọn Lu Cao nhằm tìm ra phương án để tiếp cận hiệu quả các cơ hội trước cầu môn của công an Hà Nội. Lực lượng của Hà Nội FC cũng được đảm bảo cho màn so tài này. Điều quan trọng, huấn luyện viên Banovic sẽ kết nối các cầu thủ mạch lạc ra sao trong cuộc tiếp đón Công an Hà Nội vào tối ngày 9 tháng 2 tới. Về phía Công an Hà Nội, đội bóng ngành Công an ngày càng nhận được sự quan tâm đến từ giới mộ điệu. Những bản hợp đồng bom tấn đã biến câu lạc bộ tân binh của v trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Hơn thế nữa, chiến thắng ấn tượng 5 sao trước Topelen Bình Định ở vòng mở màn V-League 2023 lại càng khẳng định cho sức mạnh của Công an Hà Nội. Ngoài các ngôi sao lần lượt được tung vào sân thi đấu, huấn luyện viên Paolo Foiani cũng cho thấy sự linh hoạt và khó lường trong cách cầm quân của mình. Như trước Topelen Bình Định, ông thậm chí là không vội tung ra Phan Văn Đức và Hồ Tấn Tài để đá chính. Những gương mặt vốn ít được quan tâm như là Xuân Nam, Văn Vũ lại trở thành linh hồn trong lối chơi của Công an Hà Nội đúng như chính huấn luyện viên Foyani đã tự tin chia sẻ sau chiến thắng 5-0 trước Topelan Bình Định. Công an Hà Nội đang sở hữu một lực lượng có chiều sâu với từng vị trí đáp ứng được bởi 2 đến 3 cầu thủ chất lượng. Nhờ vậy, công an Hà Nội có thể tùy biến đội hình, cách chơi và sẵn sàng chuẩn bị cho những miếng đánh bất ngờ cho từng đối thủ. Một bên là đương kim vô địch V-League, đội bóng vô địch tuyệt đối bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2022, một bên là thế lực mới nổi với tham vọng đua tranh ngôi vương V-League 2023 cuộc so tài giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ là lời khẳng định, minh chứng cho khát khao chứng tỏ vị thế ở mùa giải năm nay. Ngày mai mùng 9 tháng 2, Văn Hậu sẽ sỏ giày để ra sân, sải bước trên mặt cỏ hàng đẫy quen thuộc như trong 6 năm qua ở V-League. Tuy nhiên, trận đấu ở vòng 2 V-League 2023 này hứa hẹn mang lại cảm xúc đặc biệt đối với cầu thủ quê Thái Bình cầu thủ sinh năm 1999 không còn khoác áo màu áo tím quen thuộc của Hà Nội FC mà sẽ cùng với đội bóng mới Công an Hà Nội đối đầu với đội bóng cũ. So tài với đội bóng cũ luôn tạo ra tâm trạng trái ngược mà có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đã được chui rèn ở nhiều sân chơi và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cũng khó lòng bước qua được cảm giác tranh vinh trước những người vừa mới hôm qua còn là đồng đội thì nay đã ở hai đầu chiến tuyến. Văn hậu bộc bạch rằng từ khi còn là một cậu bé 11 tuổi lên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, mang trong mình giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đồng thời là cái nôi giúp cho hậu trưởng thành hơn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. 13 năm qua là một hành trình đáng nhớ với đầy cảm xúc. Với Văn Hậu, Hà Nội FC dường như đặc biệt hơn một đội bóng đơn thuần. Đội chủ sân hàng đẫy đã chấp cánh cho cầu thủ gốc Thái Bình ở giai đoạn mở đầu sự nghiệp Hậu vệ sinh năm 1999 được đôn lên đá V-League 2017 nhờ màn trình diễn tốt ở giải U19 châu Á 2016 và sau đó là U20 World Cup 2017. Văn Hậu sau đó đã chiếm một suất ở hành lang cánh trái trước khi bùng nổ ở V-League 2018 và 2019. Điều đáng tiếc nhất đối với cầu thủ mang áo số 5 này có lẽ là giai đoạn 2020 đến 2021 Văn Hậu đã gặp chấn thương trong lúc tập luyện khi trở về từ câu lạc bộ Heerenveen, đội bóng của Hà Lan, rồi tái phát vết đau ở đầu gối sau vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra vào hồi tháng 7 năm 2021. Suốt hai mùa giải 2020 và 2021, Văn Hậu chỉ đá vỏn vẹn có hai trận đấu với khoảng 135 phút cho Hà Nội FC. Đó cũng là quãng thời gian đội bóng thủ đô gặp khó khăn nhất, bị chốt ngôi ở V-League 2020, đứng ngoài nhóm đua vô địch ở V-League 2021 và Văn Hậu cũng không thể đóng góp. So với Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Trung vân vân thì quãng thời gian chơi bóng cho Hà Nội FC trong 3 năm qua của Đoàn Văn Hậu chỉ tính bằng con số lẻ. Khi đạt được đội 9 sự nghiệp và trở về trạng thái hoàn hảo nhất, Văn Hậu lại sang câu lạc bộ Công an Hà Nội. Khoan hãy bàn đến quyết định liệu có hợp lý khi chuyển từ đội đương kim vô địch sang câu lạc bộ Tân binh ở V-League 2023. Hậu vệ sinh năm 1999 thực sự là dũng cảm khi lựa chọn một môi trường hoàn toàn mới thi đấu ở tập thể đang phải nhào nặn lại từ đầu thay vì đã có bộ khung và lối chơi ổn định chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng. Dù vậy, Văn Hậu không ngại thử thách. Cá tính mạnh là lý do mà cầu thủ 23 tuổi sang SC Heranven thử sức cũng là yếu tố giúp cho Văn Hậu dù rằng còn rất trẻ nhưng đã có bộ sưu tập danh hiệu khiến cho nhiều cầu thủ phải mơ ước. Trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội, Văn Hậu đã có kiến tạo đầu tiên ở trận ra mắt với một pha leo biên và căng ngang vừa tầm cho Juvel Somo lập công. Chiến thắng 5-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Topelen Bình Định mang đậm dấu ấn của ba ngoại binh. Tuy nhiên cần phải nói rằng không có đội bóng nào có thể bay cao chỉ với dàn ngoại binh tốt. Điểm tựa cho những đội bóng như Công an Hà Nội vẫn nằm ở hàng phòng ngự, nơi văn hậu là chìa khóa nhờ khả năng công thủ toàn diện, phòng ngự tốt và hỗ trợ tấn công ấn tượng với kèo trái khéo léo. Cuộc so tài với Hà Nội FC ở vòng 2 V-League 2023 sẽ là thuốc thử liều cao cho trình độ của văn hậu đối đầu với tập thể gắn kết và kinh nghiệm như đội Hà Nội, đồng thời đã bị đồng đội cũ thuộc năm lòng lối chơi, Văn Hậu cần phải nâng cấp bản thân để tạo ra sự khác biệt, đồng thời giữ được cái đầu lạnh không để cho cảm xúc hay bất cứ sự lấn cấn nào chi phối. Hà Nội FC của huấn luyện viên Bojida Bandovic đang vận hành lối chơi với sơ đồ 3 trung vệ, vậy nên muốn chiến thắng, câu lạc bộ Công an Hà Nội cần phải khai thác tốt khoảng trống ở hai biên. Huấn luyện viên Paulo Foyani sẽ trông cậy ở Văn Hậu với sự hiểu biết về đội bóng cũ sẽ tạo thành điểm nổ nguy hiểm ở hành lang cánh trái để mang về chiến thắng. Vượt qua đồng đội cũ, đánh bại trở ngại tâm lý khi đối đầu với đội bóng cũ là thách thức Văn Hậu buộc phải vượt qua để tái khẳng định đẳng cấp. Hanoi FC đã bồi dưỡng một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất Việt Nam và buổi tối ngày mai, mùng 9 tháng 2, đoàn quân của huấn luyện viên Bandovic sẽ phải đối đầu với ngôi sao thực thụ do chính họ tạo nên. Đánh giá về đối thủ trong trận đấu này, tiền vệ Phạm Thành Lương, người vừa là đàn anh vừa là đồng đội cũ của Văn Hậu đã nói rằng: "Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trưởng thành và đóng góp rất nhiều cho câu lạc bộ Hà Nội và bóng đá Việt Nam. Về sự chuẩn bị thì chúng tôi đã lên phương án đối phó với cả đội Công an Hà Nội chứ không riêng gì cá nhân Đoàn Văn Hậu. Ở vòng mở màn, trái ngược với sự chật vật của câu lạc bộ Hà Nội khi chỉ giành được một trận hòa trước câu lạc bộ Viettel, Công an Hà Nội với Văn Hậu ở trong đội hình đã thắng tưng bừng trước đội bóng xếp thứ 3 ở mùa trước là Topeland Bình Định." Thành Lương nhận xét rằng đây là ứng viên vô địch dù chỉ mới xem đối thủ đá một trận đầu. Với sự bổ sung mạnh mẽ các tuyển thủ, Công an Hà Nội là ứng cử viên cho chức vô địch ở mùa giải này. Tuy nhiên, đích mà chúng tôi hướng đến vẫn là giành chức vô địch. Giải đấu vẫn còn dài và chúng tôi vẫn còn cần thời gian. Thành Lương vừa được Hà Nội FC gia hạn hợp đồng đến hết năm nay. Anh cho biết mục tiêu của mình ở mùa giải này là ra sân thi đấu nhiều hơn so với mùa giải trước. Ở V-League 2022, Thành Lương chỉ đá vỏn vẹn có 5 trận và tất cả đều là từ băng ghế dự bị. Chừng nào sức khỏe còn cho phép tôi sẽ nỗ lực cống hiến cho Hà Nội FC mỗi khi có cơ hội. Tôi cũng cố gắng ở lại để giúp đỡ các cầu thủ trẻ truyền đạt kinh nghiệm của mình cho lớp kế cận. Trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 9 tháng 2 tại sân vận động hàng đấy. Trong đó, dù đá cùng sân nhưng Hà Nội FC vẫn được xếp ở đội chủ nhà, còn Công an Hà Nội sẽ được coi là đội khách quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo